chính là cái cây bầu đất đã được băm nhỏ phơi khô dùng để sắc nước uống hoặc là hãm trà để trị khô hạn này, lám sạm da này, nội tiết tố kém này. Chị em nào mà muốn nước lôi tràn trề ấy, thì lên dùng cái cây này nhá. Cây này thì các bạn có thể hãm trà này. Những bạn gái nào mà ít kinh ấy, kinh thâm đen vón cục để lâu ở bên trong sẽ gây tắc, thì các bạn nên kết hợp với lại cây ích mẫu, đương quy, hương phụ, cây bổ huyết, sẽ tác dụng vào thận để giúp lưu thông khí huyết, giúp cho kinh nguyệt của chị em mình nó được thông nhá. Và đây chính là cây bầu đất là nhà Diệu Linh hái ở trên rừng mang về nhá. Chị em mà bị nước lôi khô hạn này, kinh thâm đen này, lám sạm da này, nội tiết tố của chúng ta mà bị suy giảm rồi, yếu rồi ấy, thì chị em nhớ chăm sóc cái nội tiết tố của mình nhá. Chăm sóc từ bên trong thì sẽ giúp cho chúng ta khỏe mạnh và cái làn da mái tóc của mình nó được khỏe nhá. Em mà nội tiết tố kém ấy, ít kinh ấy, kinh chỉ có ra 1-2 ngày đã hết rồi thì rất dễ bị nhanh già nhá. Cái nội tiết tố của chúng ta đã bị suy giảm nhá, chị em thì ít nhất ra đến 5-7 ngày là kinh sẽ đều và đẹp. Nếu muốn điều kinh thì sẽ dùng ngay cây bầu đất này cho Diệu Linh nhá. Cái này thì được nhà Diệu Linh hái trực tiếp ở trên rừng nhá, đúng chuẩn cây bầu đất ở trên rừng thì mới có hiệu quả nhá. Thì Diệu Linh cũng đang gói cho một số chị đây nhá.